sông có nhịp cầu đưa nói mình đã yêu nhau từ hôm nào lời mình yêu đậm đà kề chân nhau năm bao ngày kia trong năm đôi nhau câu chuyện đau vô ăn trầu đi. Sức gì đi mấy gì ra, sức gì đi mấy gì đi ba con cô tóc có chứa chồng này mà nghe khi sức còn sức gì đây. Mấy gì đi mấy gì đi con mấy gì đây anh tiếng em đi rồi. Anh về gặp lại chiều yêu, ngoài trời trắng có hoa sao. Nước đôi vai mẹ chết thế sao, mong đêm ngỡ ngàng vì quanh yêu. Kết đôi mi lại càng thương nhiều, giờ đây thương nhớ bao năm ban đầu bây giờ lìa xa ra móc ghé ra. Rồi em ơi, em trai đeo mắt kiếm hết chưa? Dễ dễ luôn nè Ngọc ơi, vô vỗ luôn em. Rồi nhân viên nào còn dễ đem vô vỗ số 7 nè. Có anh trai, mấy anh trai đang ngồi bên trong vô hát kỳ vậy? Dạ, ăn tiết thanh quá trời luôn em. Ăn kẹo vô vậy hả? Dạ. Sức kỳ đi chế, chế, chế. Học hết chưa? Rồi, rồi phải dùng sao luôn anh ha. Rồi, gặp hết chế. Học kiều đó là kiều ơi. Kiều ơi, bữa nay một mò bất cứ gì ơi. Trời ơi, nhân viên em nay nó sao vậy trời? Là cái thằng áo vàng, cái lớp kiếm đâu rồi? Còn 54, còn 54, còn 54. Năm mươi tư, còn năm mươi bốn, năm mươi tư số gì nữa, năm gì nữa, tóc kim hoàng Đà Lạt đi đâu, cột qua kèo rồi kèo qua bọt, năm mươi một, còn năm mươi mốt, năm mươi bốn, năm mươi một, năm mươi một, năm mươi một, năm mươi một, năm mươi một số gì ra, ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra bay. 37, 37, 37, 37, 37. Trời ơi trời. Mày cái bảy. Số gì đi mấy gì đi, có số gì đi, số gì đi, mười gì đó, có đâu mười gì đây. Em ơi, muốn áo anh ra, để anh đi bán dầu cù là bà Long xin. Nguyên số 10, để có số 10, có số 10, có số 10. Tân 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 tân. Số 10 đã có chủ nhân. Nhưng chúng con kêu có bác ơi đừng xe nhé, đây con dò trong chú tim vàng cho bà chú vừa bấm. Có đâu ạ? À, hai đứa đi chung đúng không? Rồi đây, chú vừa bấm là đây. Đây, bên đây, bên đây tiệm vàng, còn hai người này là vừa bấm. Rồi, số 10. Số 10 vừa điểm qua có 1. 26. 26 có 2. 40. 40 có 3, sau cùng là 54, 54 hợp lệ. Chủ nhân thứ hai số 10 có 1, 25 có 2, 37 có 3, 51 có 4. Đầy đủ mọi một người lấy một cái bóng đèn đi. Đồ chơi vui thôi đây nè. Sản phẩm này đem xuống dưới là hai chủ nhân mình chia đều ra nha. Cảm ơn quý vị. Chúng ta vừa tìm ra được hai chủ nhân quý vị. Hai chủ nhân của vòng quay này, ban tổ chức chúng tôi quyết định chia đều cho hai chủ nhân. Dạ, mỗi một người là 2,5 phần. Đây, rồi đòi 200, phải không? Lần lẽ nó đi cho tiền ra cửa sổ. Đó, anh Nam GMP là 20 ngàn. Dạ, chúng tôi nhắc nhở là
20 ngàn nam viên anh. Rồi tôi nói còn một vi vẫn còn cơ hội, thấy không? Nó quá xá đã gấu bông. Tặng cho trái tim. Rồi 5 vi 20, 5 vi 20. 19 có 1. Có 2, 37, có 3, sau cùng là 45. 45, học đề 45. Mấy cầm ơi, cầm ơi. Cứ mua 10 ngàn hả? Rồi, tặng cho con bây nha. Cứ thỏa tiền cho. Nó có trò rồi. Đây, thỏa con 40 nè. Thử cái nha, 5 viên 20 nha. Rồi thả vô chị ba ơi. Rồi sát vào các bác chị ơi. Cầm đi cho vui. Rồi sát vào em ơi. Thả vô, thả vô. Đây 50 20 ngàn. Quá xá quá xa luôn. Đây 20 ngàn 5 viên. Rồi tự tay mình lò, tự tay mình chọn. Rồi kẹt thế này. Rồi bình nước đá. Hết bình đá lấy khác đi chị ơi. Lấy cái nào. Rồi lấy đấu chị cho tiền. Đây thứ hãy đi chị cho tiền. Mà chúng tôi sẽ quy đổi cho bà cô bác nhận một phong bì là 1.600.000 đồng. Mỗi ngày hôm qua đây là chung vàng hết rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, không vô vậy Trần ơi. Dạ, cho phép bà Trần. 1, 2, 3, mất tiêu, hỏi kiếm. Các bạn thân mến, mình đang ở sân vận động Tân Hào. Mình đi ra thử không hỗ trợ dưới quê như thế nào. Vui lắm các bạn ơi, tối nay là mùa 1 Tết luôn. Trời ơi, hai mũi tên, để một mũi tên, còn một mũi tên. Ai trúng rồi? Ai trúng mà lặng thâm lặng thinh vậy? Con Pikachu, chu giật lên, giật mạnh cái đất rồi con. Dùng sức đàn ông giật, giật mạnh xuống. Trời ơi. Cái gì con Doraemon? Lấy con về con chu hả? Có màu vàng á, mày biết con nào con chu không? Giật mạnh xuống. Con nắm mạnh để con giật đi. Con dính luôn rồi hả? Xuống đi cho thằng mớm đi. Giật. Đây cái bà nạo luôn, nạo cái đứa. Thank you.
Chờ đợi lâu quý vị nhé. Dạ, này là bây giờ vòng quay tiếp tục vẫn thôi, là 20 ngàn đồng và giá cho chiếc nhẫn 5 phân vàng. Nếu mong các bác anh chị nghe được thông tin, chúng ta hãy nhanh tay sở hữu ngay quý vị nhé. Dạ, trời. Em mong sao người nào người nấy có tiền có vàng đeo hoài trên tay. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại sân khấu ca nhạc tổng hợp Quốc Dụng tiếp tục thưởng thức chương trình của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đến với một tà áo dài duyên dáng màu vàng. Tại sao nó đứng nó cười hoài vậy? Vui mà, nó vui mà. Trời ơi. Tết rồi, sao vui lắm.